lại thành phần. Thế là cái này là cũng như kiểu như nó khô lại thì mua dế thương phẩm cung cấp dế cho khách hàng, đúng dế cho khách hàng. Anh về nhá, đi xe máy ạ. Hàng ngày thì bà con mua và chuyển dế liên tục về trang trại Thanh Xuân. Bác khách hàng kia là đến về từ đâu, anh ấy ở Hải Dương hay ở đâu nhỉ? May thời trời lại bắt đầu nắng, nắng trời mùa đông nhưng mà bắt đầu lại có ánh nắng rồi. Hôm qua thì rất là rét, hôm nay thì nó hanh nắng lên. Bây giờ mùa đông như kiểu là mùa đông không lạnh, nhiệt độ nó chỉ hơi hơi. Đây là bác khách hàng đóng dế bằng vỉ bìa, bìa trứng. Dế nuôi đều con có đầy đủ cánh, là sản phẩm dế trứng đã gửi về bán tại trang trại Thanh Xuân. Nhớ là em cái này đây nhá. Để thích cho bà con nhìn cái thùng dế chuyên lấy trứng cho bà con, dế đẻ ngút ngàn chi chít. Con dế này nuôi được quanh năm 4 mùa thu hoạch rất là nhanh. Đấy, đây là cái thùng mà trang trại dùng bóng đèn, và đây là cái thùng mà không dùng bóng đèn, nó đẻ như nhau, phát triển như nhau. Thì bà con mình xem video để thấy được cái sự phát triển sinh sôi nảy nở của con dế này nó mạnh như thế nào. Loại dế Thái này là loại dế siêu trẻ, siêu đẻ trứng rất là nhiều, không cánh cắn xá nhau, nuôi được mô hình tập trung, không bị thịt lẫn nhau và khá là dễ nuôi, với phương pháp nuôi rất là đơn giản chứ không khó nuôi như các cái con khác. Nhiều các cái con khác mà mình nuôi tại gia đình trong nhà như này cũng không hề đơn giản. Mà con dế này nó là, ví dụ như bà con xem mà nó có những con nó sổng ra ở trong, nó sống ở trong gầm giường ấy, nó kêu và nó vẫn, nếu không có cái khay cát ẩm ở cái chỗ nào ẩm thì nó cũng không đẻ. Nó đẻ thì bao giờ không tìm cái chỗ, ví dụ như là khay có chỗ độ ẩm như khay cát ẩm hoặc là các cái rau nó có độ ẩm thì nó sẽ sinh sản ở đấy. Nên là trang trại Thanh Xuân sẽ hướng dẫn bà con, sẽ giao những đồng để hướng dẫn bà con là thái rau ra để cho nó ăn. Để cả tấm thì có thể là nó làm một cái khay của cái miếng rau bắp cải to, thì nó cứ nghĩ đấy là cái chỗ để nó giữ trứng cho nó được, giữ trứng để cho con nó nở, thì nó nhầm nó lại vào đấy nó đẹp ở đấy. Bà con liên hệ vào số hotline của trang trại Thanh Xuân là 0887 0000. Đây là website trang trại Thanh Xuân .com. Khách hàng hàng ngày thì chúng tôi cũng tiếp rất là nhiều các khách hàng từ khắp các tỉnh thành. Biển to tướng lên trên này nhìn ạ. Chả nhìn thấy đinh gì 119 chỗ kia. Để bạn xem quay một cái video của một bác khách hàng thì
về. Một cái bác khách hàng thì đi về, còn một khách hàng thì đến. Chị đang bây giờ mới bắt đầu nuôi, chị sợ. Chị ở đâu à? Thử gì? Chị ơi, chị ở đâu về? Chị ở Hà Nam, em bảo chị gọi lên đấy. Hà Nam đây, bác này cũng Hà Nam bạn về ta nhỉ. Đi từ Hà Nam lên đây, ba cái đứng à? Chả mang cái gì đi được. Đấy, 10 triệu, khách sạn được bác. Mong rằng là cái ngành chăn nuôi dế này nó sẽ phát triển. Phát triển bền vững để cho bà con ta sẽ có cái thu nhập lớn từ cái việc nuôi con dế này. Cảm ơn bà con đã theo dõi video.